Từ các đầu tiên một đoạn này đây là một chút ngay cả những thôn gia cửu cô cũng đều cảm thấy là do cô nghỉ quẩn mới nhảy sống tự tử. Sau gầy nàng có vết thương, Đỗ Tử Thúc nói là bị va đập. Một thiếu niên nhỏ tuổi, ánh mắt trong trẻo, ngời sáng. Linh Đồng không ngờ lại lượt qua điều này với một tia nhìn sắc bén. Già giàu quang có chút không dám tin vào mắt mình, nhưng cô chỉ cười nói là một người ngoài thôn, một phụ nữ khỏe mạnh. tổng bài đều không bảo đấy bạn, đều lắm. Bay được nhưng mà chưa thấy không tiền là như thế nào? Có bao giờ anh biết tiền ra sao và hiện tại? Có bao giờ anh suy nghĩ đến lúc em thật là?
Chiều tôi xin nghỉ nhé, tôi ra viện tôi làm thủ tục ra viện tôi chi luôn, tôi làm xong hôm qua. Anh à, anh đang check thẻ đang áp vào máy đây. Sao không đi ra hết được? Sao một con chắc cũng ngâm? Con tắc thì đang ngâm, còn mấy con kia anh đang đổi thẻ để check thẻ để đổi thẻ khác để bắn. Trong lòng liền sẽ đâm dữ dội.
không dám có chút chần chừ. Người lái kia là lái xe, người còn lại thì vội vàng tiến hành những số điện thoại mà tiêu nhiên sách quăng tới. Chúng tôi sẵn sàng nghe hiệu lệnh của ta. Tu lên và một á thần được sinh ra để tập hợp tu lên 100 ngày. Từ khi còn nhỏ, chàng đã tỏ ra là một đứa trẻ phi thường, khiến dân chất phải cảm động chung sáng trọng, nhưng lại sống chất mà tu lên tạo ra và bọn chàng con người chịu để lại căn phòng mà em và mạnh em cùng với chàng Ilumia để Alester trở thành sư phụ và hướng dẫn tu lên điều kiện hoàn toàn sức mạnh mà mình sở hữu. Hoặc tiên sinh cùng vợ lên trời, chương 1 và 2. Cô chẳng sinh ra trong phút chốc, cô bắt từ từ mở to hai mắt. Với đồng từ rung động, nhưng cô còn chưa kịp ngồi một kỳ điên. Thì hít thở không thông, lại khiến cô thống khổ nhíu chặt mày. Cô muốn trốn. Thanh âm của Hoắc Tiên Triệt trầm thấp mà từ tiếng hệt như dây đàn kêu mặn xeo trầm tổng dương chắc lúc này đập đó không được. Hạo Diêu Long biết đó chỉ là lời mời đầu nên vội vàng khiêm nhường tín quân. Năm nâng nghi trầm ngâm một hồi mới cười nói, mọi người đều thấy từ sau trận trung bình nước Triệu cùng mạnh chuyển thành yếu, nhưng ít người thực ra ở ngoài người Tần cũng tổn thất nhiều trong trận này, nếu không phủ nhân làm sao có thể đại phá quân Tần sau 6 năm trước ở tận thành Hàn Đan đem lại thành minh cho quý tộc. Hạng Thiếu Long không biết vì sao y lại nhắc đến chuyện này nên cắn răng bị bợ toàn nhờ quân thượng. Quả là anh Minh biết cách cầm quân nên mới đánh bại được người Tần. Xong hắn lại tiếp tục sắp xếp. Thanh anh, bình thường em thấy thẻ đó anh bắn từ gói nhỏ lên hơn là tên xong nhóm cái đấy là muốn dài đi qua mua thêm vật tư cái này trẻ mới tiền nó có chuyện chưa bị hỏng hỏng không hài lòng đơn phụ số tám chính là chủ lực của nước hoa cẩm điên có trách nhiệm quản lý xem xét tất cả sau khi sắp xếp xong cho một anh em thì bắt đầu là người cùng bay lên tương thưởng công sức cô mau từ bỏ nghi nguyên của tôi có chết nói lâu vụ này biến thành một con vẹt ngoái đầu không tuyệt đối không uống một nước sức của cô được rồi nghe nhưng uống khi nào cũng được mặc chi tuyệt không hề phát động dị năng rõ ràng tay không mà tiến đến cô lôi cảm ứng được lập tức dùng cánh tay dùng lực tấn công mà chi tuyệt né tránh thuần thục bắt lấy tay kéo trước lên phía trước nghiêng đầu một chút chân đứng lại dưới cánh mặt có tia lửa thụt người cảm ơn theo vị trí của cơ thể động tác tuyệt bắt đầu khi người ta phản ứng gì đi lúc chảy đến mây trôi đường gặp trước đầu thằng bố là một thằng đó mà chi tuyệt lân pháo một khi nằm sức lực của nó có thể là cơ thể nhưng người đi nhanh và cho các con người có cơ thể anh ta cứ như là đây không phải những cơ bắp bình thường có giống như chiếc bố san trong trực tiếp. Quyển 1 chương 35 nghị sự trong tư phòng kẻ đứng sau vụ án thuế ngân là Chu Thị Lan với bình chiếc bí theo cái dòng có đang tìm người bản thân hỗ trợ tăng dân sự mặt của họ dạy cái mặt trí trong não biết lên mẹ nó cực kỳ vui tinh dường như của học lại chủ bị nó chặn lại có thay đổi thật sự quá lớn tôi mặt mỉm cười trong toàn bộ kinh xem bởi sản xuất trang nhiều lần mà thật ra nó rộng là tất nhiên là đúng chỗ một phần của nguyên nhân là do đọc sách hoặc lịch sử làm cho quá tương đối với chủ giám sử tình liên hệ thật túy hoa văn của người người này những loại như xem này trong lịch sử sẽ học được nhiều thứ từ trong đó
Chưa biết theo công tử hôm qua bệnh nặng thiếu công tử điểm này chiều có thể biết được hành ngô phủ hôm qua chiều hôm thấy hắn quên thơ hắn dụng lòng vị thường ca thêm nhất đó ngô phủ tổng tử hà trọng liên hà thể hiện yêu thương nhìn sở dĩ vô tính trọng nhân tài là to trọng tròn vai này của nguyên thư đi theo đội quân nên là đến phương quốc như vậy có thể chứng minh hắn là một tình yêu tài nhưng mà sao thì thật vừa hắn nguyên tế ở trừ một thường thế sau khi cưới ta sinh ra mình con trai còn mang trưởng trai là công thần trong gia đình có thể kế nói trong nhà không chỉ là ba mẹ chồng mình nhìn bà mà ba mẹ chồng còn bảo có con trai của họ phải nhưng mà có thể kế lấy được chỉ năng lực đây là một điểm của việc nghèo đến nỗi chỉ còn lại quyền thạch sao má nó biết nghi mà sự hứng thú trong mắt của nam nhân đeo mặt nạ này càng nồng đậm, hắn quá tò mò về người chủ tử bí mật này. Răng miệng chưa đơn trào, khóe miệng có chút giật giật. Lâm biển hôm nay có rất nhiều mặt cho miệng của mình tình là những người hỏi nhiều người người chúng tôi sẽ làm theo những người đầu xin họ làm ta ở thế mà một đầu phòng nào nếu bạn xong ta sẽ hơn cho trong với bạn đấy. Và cô còn tôi có chút quen nổi với bố dị bà bố dị cô ra ha khi đến đội trưởng sẽ cư xử như nào. Lời tổng quân nói là cho tần lão phu nhân đặc biệt nhất mắt nhìn cô gái của lại có gặp của chúa với nghi khả năng được ơn sự tài trong khi đến hôm nay sẽ đi lại không nghĩ tới hắn như thế là cô ý gắt ngắt lời chẳng lẽ hắn không vừa ý với nàng sao cho nên là của chúa xin ra chút mất hướng mắt thấy không khí có chút căng thẳng diệu khi một bên nhanh chóng cười nói đúng vậy mẫu thân nếu này muốn chuyện theo tần lão phu nhân còn hay trong đàn này khác chúng ta sửa cái vừa ra chút đi đăng mua giá của các sĩ tài điện tử của chân nhiều hơn trong này xem ra hứa ra các người là phản rồi nhìn chung gầm lên giật dữ qua giờ phút này ba người đều đang chạy nhanh không lâu trước đây là sổ như thế bản thân mình trong gương mặc lên hôm nay cảm thấy trong người vui vẻ sau nhưng giờ đây phút này đây đang mặc lên phần gần phần trăm lên vân chỉ làm sổ sổ đột nhiên cảm thấy lên phần trên người mình bây giờ đang hiện dung vừa trong tay nguyên nhân tiêu mặt nói màu trắng vẫn rất hợp với em đều là đặc người trong lòng hắn nói chiều cao tô vãn trong mắt thằng này chỉ có tô vãn hắn đem cô trao đổi với thằng này thằng muốn tô vãn đáng tiếc cô trung quy cũng chỉ không phải là tô vãn của hắn là phần sổ sắc mặt có chút xanh chút trắng cô vô tình cắn môi của mình môi đỏ đã chảy ra một tia tơ máu đáng tiếc bây giờ cô không nào giác đau đớn nữa. Chưa tiếp theo muốn gì nữa cho một cơn thương rất là không phận hà thủ long vô công cần phải cứu người trước cơn hùng lâm nhưng hắn vẫn làm vậy nguyên nhân chính là muốn thể hiện yêu thế long thể hiện sự yêu thích cũng không phải hay là hắn luôn thường suy tính bây giờ hắn cũng là đang ở thế yếu không cần tiếp đó trên bước với phương hùng lâm hơn nữa do bằng vậy là để thỏa mãn chu hơi vinh của quân Hùng Lâm cũng khiến cho ông ta giảm đi sự đề phòng với hắn. Chương tiếp theo ở đây chúng ta chưa trò tính chất nguyên rủ này nên lo không có đồ thì lại bản thân ra để tính chất đã lại như lần nói chắc là hồi trước các không ít ma cô chơi trò cùng những anh em đến phút cuối lần mặt không nhận ra đâu nữa lương ân như mày sắc mặt không đẹp đẽ cái gì mấy hiển nhiên không hài lòng với cái cảm nhận này một cảm nhận với tình thế có ổn để bỏ hay là không sẽ còn nữa tôi liền đứng lên nói chuyện được thế chấp người đi. Chưa đợi nhau ông sát em năm bố anh nhất định ngủ cùng với cô thì chuyện sẽ tốt đẹp hơn vì ông sát được thảo phóng cứ tự vàng kéo tay chỉnh rượu phi lại việc bảo cô mấy cỡ ngờ một lời cảnh ngân hàng làm gì thì cô sẽ về đi ngay sau đó ngày cứ tự vàng gọi mà chỉnh rượu phi
lại thì chẳng hết thấy cô đã mất vuông phía sau hẳn. Mình lại một phía tư vực bàn cái tay xuống nhìn xuống nơi cánh tay vừa rồi thì giữa khi mình không nhịn được mà không môi cười còn có chút nhìn mình tiếp. Có bao giờ anh biết em ra sao hiện tại, có bao giờ anh suy nghĩ yêu mình. Bạn này không biết đọc được. Bỏ đi. Lớp tổng lưu dụng hiện tiểu huyền của cô thắt chặt. Đây là lần đầu tiên ăn mến qua tiểu huyền cực kỳ chặt, sung sướng. Ân tiểu huyền nguyên và hãy thắt nhỏ của em đang âm nam trước đấy. Ừ, mình đang nhìn vào đây bán bị tiểu huyền và bán nhớt. Ừ, mình đang bị chặt đến mức là sung sướng chặt tấn này đến ăn muốn chặt. Nhưng đúng phân cũng phải cố nhìn. Ở đây học thì mình kiểu lần sau mình cả lần nào kép đi mà anh không nói nữa. Tại em cũng không đọc cái này là hết rồi vui ơi say mê khi đi lại bắt đổi ao rồi đúng không? Cái này là đổi ao rồi không bắn gối này nữa. Còn bắn gối xanh nữa không? Cái con này là đã chưa bắn gối rồi bởi vì là lúc sáng mạnh nó không được. Thế từ tối con cũng chưa bắn này. Cái con mà mới lúc đúng rồi từ ngâm từ lúc tối để sáng bắn mà. Thế tối qua ăn xong cái tương đầu bạn bắn chưa? Bắn rồi. Bắn rồi đấy. Xong rồi là đồi ăn. Ờ. Đồi ăn rồi không bắn nữa đấy nữa. Có ăn đấy. Em sẽ không ở nơi này, em luôn phải là trong ai đây. Tuần đã sao rồi? Còn hai con bắn 4, một con bắn 10, hai con kia đang đi dài. Anh bắn đây. Anh bắn đây. Lúc đầu được 5 con 80, sau rồi dư được 2 con 5. Mấy con kia bị đi lại. Thank you.
Dòng 124 quân nhé. Thank you.
Hai con.
Hai con rồi đấy. Ủa lên lên con thấy lên 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 chơi lâu lâu thì nó bán thành công không? Và các bạn chơi nó đi, nó đang đừng có tiền vội. Thành công rồi. Nhưng mà mấy phát rồi. Ừ tí nữa nó bị lag. Rồi hai ba thì nó tầm con hai rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầm sao có phải tôi hao mắt lên đấy, màn hình này nó bị cong mà. Cong này bị cong rồi, cong xịn. Mỗi bạn được nhiều cong, bạn đuột. À, cong thì đúng thôi, bể sao? Này, kiểu nó cong ấy vào bên trong. Do anh bất tài, do quá nhiều tâm, hạ thấp bản thân. Số 4. Thank you.
Tên đùa sáng có mấy mấy cái ảnh nhận tiền mà mấy anh em ba anh em đi lấy lúc sai là mà lại thêm ảnh luôn sai tiền
rồi đổi cho ông nha. Ừ, kia đấy của anh quên này, nó là 154 cơ, không phải là 152, 153.
thế là không báo, không chưa chủ đoán nó báo đi nhiều. Nhìn sao đây? Mình đang sao này các bạn chơi không được, nó có thịt mẹ.
Cô bảo đây để đi chết đâu, mình sẽ cần buồn với lần này. Bạn nói buồn cười rồi đấy. Cho tôi con lấy xin ạ. Tuấn à? À! Vậy con xin thêm video của tôi hoàn giọng bắt một chuyện. Sao coi của bạn cũng nói đi. Tôi mở cho bạn xem đúng không? Đúng, 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 đúng chưa? Bạn cũng nói đi. À không, tôi không nói bạn ơi. Không, không được nói đúng không? Bạn cứ nói. Tôi cũng kệ nó đi. Đúng rồi. Con gái chúng ta không giống nhau nhé. Vừa mình tôi ý á. Ôi nhá. Bạn tôi không giống nhau. Nghĩ về tương lai. Sau này mày 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 bạn luôn thì cảm em nhiều nhỉ. Thế chắc chắn anh em về nhiều còn tính toán hơn. Buồn là chi anh nhớ bạn cũng sợ vinh cho một ai đi. Bạn tôi sang dùng sự quên mất bánh heo này nào. Của chúng ta chưa giống nhau. Bạn thấy sống cho duyên mình. Chắc là đường tôi bước nước mắt rơi nhìn thấy. Vốn ra ngắt anh bông hoa. Tặng quà. Người xem thường tán luôn xin lòng. Sao mấy cái này bị thế rồi? Bác có là không bị thế rồi? Hai,
Bạn thì sống cho riêng mình, còn tôi sống chung gia đình. Mày nhớ tiếp đi, mày nhớ đi. Từ nghèo khó đi lên sang giàu, không còn biết tôi đi lên thành sầu mong. Có bạn ơi, tôi đi đến với người ta yêu mình. Còn bạn cứ chung với tôi chỉ mong. Người xin thực tế chỉ là người thân. Sợ ai trong sự đời, cứ mơ thâu. Từ cô này đến mức nào không phải là xác định đã thẻ khác đây đã chưa chưa có được đây có lần bốn mươi tháng bảy em thẻ nào mới ra được rồi thì đâu đã được rồi chưa tôi nghèo khó ăn được sang giàu thẻ đấy tôi đã được ngoài đã công tác rồi thì anh đổ con em kia đi. Tôi đi lên bằng đôi tay, một đôi mắt khi ta không còn lại, người xem tận tai nhất trên đời. Tôi tha cho anh rồi. Nghe anh đã muốn một người rất xa. Lâu lắm mới nghe từ bài nó không ao mà cái tiền ao nó không nói cái ao là vào trong một viên chết nó tắt chịu tắt luôn anh hiểu không ạ? À thì ra là cái gì thể nhé em nhé thương ạ. Chỗ em tuấn lên được đâu các bạn đây. Cho mọi người thẻ nhiều năm nay mà mọi người chơi cho em có thẻ nó đâu nhá. Cho đi được thẻ nhân lại à? Đúng rồi, cho đi là mừng rồi. Đến lúc nhận tiền lại thì mọi người lấy hết trong đi rồi cho thẻ đi xong đến lúc lấy nhận nhận tiền lại lại không biết trôi. Em thấy mọi người không có em cho nên là chỉ thừa anh sao đã thừa em thấy đủ đây em thấy thừa thì em cho chỉ nghĩ cho đi đúng em đi lại bây giờ muốn không nói phải muốn cho cuộc cũng lâu mà xin có thứ hai thứ ba rồi nói vốn là không có tư tưởng như thế mình nói thế tư tưởng khắc phục đi ra anh Hùng ơi anh Hùng anh xin hỏi em mua thẻ đi con thiếu mấy con? Con có bao nhiêu đấy? Quả đấy 5 con anh. Em thiếu 5 con em xin ai cho? Thì em đi bảo em nhờ anh Hùng trích hộ em 5 con thẻ. Trích hộ con thẻ à? Thôi mới có thẻ.
tranh thủ có gì ạ? Em đang bắn được. Đây chờ chờ đi. Tranh qua. À đang bắn được hãy đi check nhờ anh em đang bắn được đây. Bắn tiếp. Em ở đâu đây em? Ê ai? Đang em bắn được. Ai mắc? Tuấn thì bắn được. Em đang được. Này em đang được 5k rồi. Không có được nó như thế. Mất từ quan điểm. Mọi người mua với cái trang bị free đâu ấy. Trên đời này không có gì miễn phí nha. Ủa, ít ra mình phải tốn tiền IP vào. À, free à? Mặt đồ đó. Rồi, em đang còn dạy học sinh anh cũng đang dùng thế. Cút nó rồi. Không không biết anh đang dùng thế. Em phải nói luôn đi. Nè. Kêu mà. Kê à. Anh nốt tiền con này nhá. Nếu mà cả bọn tăng quá. Chúng nó có tăng thì các kiểu, quê, các triệu. Cá cũng không sao. Ừ. Trên mở đây này anh. Đang dùng ra đây mở. Ừ. Các kiểu mở. Một mấy quả? Hai quả. Hai quả thế. Ba quả đi. Ôi, mình chọn đâu? Đây đừng xem tôm. Đây là tấm lòng của Thanh này, thấy chưa? Tôi đưa bạn quả cuối này. Đấy. To chả mời. Vậy. Chuồng. Từ hoa đi lên sang sầu. Chưa cần nghèo từ giờ tàu đấy. Cái gì nhỉ? Tay con. Mẹ cũng phải đi quét gì đấy. À, quần chết lên. Quần cầm cái chết khô quá. Mẹ sao? Một cái cái đi. Cục đồ. Bật bao giờ lên là được, xong là tắt wifi đi. Bao wifi về đi hết trên đấy rồi, nó xuống đây thì về đi. Có bạn sẽ làm wifi. Bao giờ hết wifi trên đấy rồi, còn chưa được. Không chia đi về bạn đi. Không chưa xuất. Nào quay đi đi. Theo gió mây một em cũng đâm em trở về trở lại đông như vậy ta người đứng bên cách một con người rơi vắng tội là ngành mạnh không to bằng lòng lòng lại mất mạng rồi. Thứ ba em phun nó chết hơn hôm qua là giờ này em phun hầu như 4 kênh đúng rồi đấy phát con 40019 quá người bạn bốn cũng được ba người chúng căn cước bốn được ba không nhau nhưng mà cái gì thì cũng chụp được như thế thì chị cũng phải đi nhân đấy là kim xoay gì vậy ơi ơi ok chồng trời ơi, vòng quá tốt con, bình 59 này á. Trời ơi, chất 19 à? Ờ 19 là ri. Ok. Ok mà sao rồi? Chưa sao rồi. Đúng rồi không tô. Đến con này không, bà chết là nó chưa nhiệm vào cái delivery. Thì bây giờ bà nó có thể nhận được chi đúng không? Và lúc này nó hiện rồi thì chụp lên là được. Về mà con nỡ cuộc lời xuôi trời.
con này thì đi rồi, thì thêm cờ nắp của anh cái này nhiều ngày tháng người yên ơi sáng ơi xin phụ mẹ nuôi từ gió cách một con người anh có cái cùng tình trạng vừa bắt tao mình nghỉ đó hàng ngày ngủ thôi lại chuyển sang ngày 25 rồi cũng có ui giời ơi 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 Okay. Ta mau TV. Như tôi. Quyền tự do. Trốn muôn nơi. Chỉ có tôi làm gì thế được chụp tận mặt các bạn ơi, chụp một mặt trước là được, chụp nét là được, không được chụp nhiều đúng khác rồi không, cho kẻ cái gọi gì thấy đây là hay là có thể thấy mình cũng như thay vì quay mặt thì mình quay video à, mình chụp các cơ lên. Cô đề đã biết con lắm. Chú quên cho mọi người cưa rồi. Bà giả ăn tôi chưa? Bà giả tôi chưa? Cô giả ra cưa gì? Vì hả? Giả ra cưa? Đấy, lúc nào giả đấy? Anh còn đi vay nữa. Tí em giả xong rồi giả anh. Giả nhanh nhận đi vay. Đi cắm à? Ê, nghèo. Mà đây không cho anh không? Không cho thì không phải cho. Cho anh mày có 1-2 triệu không cho, mình vay 50 nghìn. Quan trọng là mình vay được. Đi chích thẻ nó. Nhưng cái này kêu không có, vẫn chưa đi chích à? Em vừa bắn nốt con kia. Anh không sang bên nhờ ấy không? Anh thiếu như thế á, không cần đâu anh cho con. Không, sang cho 1 nghìn. Có em cần anh cho em đi tận vì mày. À 10 nghìn á? 11 nghìn á? 11 nghìn, đấy đấy, cho xin. Cho xin luôn, được thôi. Ngày nào cũng cho 10 nghìn thôi. Đây là cần sắp có thể, không có con này. Đây nào. Ây, mà chưa được con nào này. Một ngày mình tiết kiệm 10.000 đồng là một năm mình được 3.6 triệu rồi đấy. Giàu rồi. Tiết kiệm bắt đầu 350.000. Số tiền quá lớn. Đây là 3 tiết rồi. Còn những người luôn cho mày hốt cái lệ lê ta do anh quá đẹp trai về cho qua vung điều mà rời xa rồi là anh mà thương em mà gạt bỏ em xem YouTube đi nhé, xem YouTube đấy.
Đẹp như là tình yêu này sao tất cả lấy cái phong cái này nè, lấy cái gì để cho ngồi quay thôi. Đúng rồi, nước nước cứ miêu miêu anh đang mút quá từ dân xa hãy quan hệ ta nhỉ, đây ngồi chỗ ấy giúp cái gì đây không muốn làm được. Dũng chê à? Đây, ngồi cho anh Thành. Chê à? Chê à? Chê à? Tiểu nó lên nhìn. Tiểu nó lên nhìn. Này em đi nhìn. Tuấn chê. Ta còn cam nữa thì tôi ấy không. Ta cũng cam nữa. Đây, ngồi cho Dũng đi thôi à? Tôi cũng đọc bảnh một hai cái. Dũng cho mời tôm đi. Bao lâu? Nhiều phút, 20 phút. Cầm sang sao như vậy? Làm kiểu gì nữa nó khó. Bi hộ cái, bi hộ con này cái. Hệ thống từ yêu thần gì bắt đầu chương 436 thuê hay không? Trời quang mây tạnh có xét đánh sao? Không, nhưng trong lòng Tero lúc này thì có. Nghe thấy Mikado nhắc tới Rumi hay còn gọi là Gordon Ranet, Tero lần nữa hóa đá, tâm tình không thể nào xin nổi người mà nàng vô vọng tìm kiếm trong số năm nay. Quay quay mặt này xong thở quay vào màn hình máy tính xem đọc cái gì này, một đoạn ngắn ngắn này thì anh ghép vào cái kia. Giờ tôi xem một cái hình này, cái máy cả điện thoại của tôi mẹ rồi, cái cái này là quay màn hình thôi. Quay không có chuyên nghiệp chứ nhỉ? Đang bay được rồi chuyển sang chỗ kia phòng thủy khác. Hẹo. Em cứ chụp hoa này anh quay xong
Anh mất rồi. Thôi đừng. Dưới anh đang chứa vẻ à? Mấy con? Đây. Bốn bốn chín. Áp với là vàng. Mình là chuyên gia chọn tin đó các diễn giả như là xin lỗi cho em bỏ luôn là luôn là ngon nhất. Cái tốt đêm thì tôi đã mình sống tôi ba mươi do phong trở vì lây di un chết bạn bị lây quá lâu năm năm qua mày đã làm gì vì em anh ngồi lâu qua trời em. Đây, anh chụp làm gì trong cái bị đây? Nhân quá khi cửa mạng bên sau rất có lòng người thương nghe mà là có em mạnh mẽ lời đi chiếc kẻ này nè. Nào đi chiếc. Đây, thêm mát kẻ cuối để chết xong làm luôn nha. Thế. Ô, mặt mình đưa bắt rồi. Sao? Ô. Đi hết luôn đi nào. Vậy là phải hơn em rộng sao chim bệnh. Nó mà nó mà mày khi về mày
Tự mình gánh vác tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi. Mọi thứ là tàn nhẫn quá phải không em? Bây giờ anh cũng mới bị à? Đó. Em mới bị một con này đến giờ rồi. Vâng. Mà nhớ thương em không một lời ca lụi lại rồi mà. Tại bắt nè. Hả? Dòng 126 nhé. Thank you.
Ngày mai không áp được thế. Chẳng quan được. Nó cứ bị, ngày phải áp 4 năm con rồi, nó cứ bị cửa đấy. Kêu à? Nó cứ đất lai, đất lai ấy. Đang là nó cứ cửa đỏ rồi đấy. Nên áp chưa đúng gạt, chưa không sao. Áp chưa đúng kẻ đi không sao. Vẫn chất kẻ chưa? Em nhớ được 3 con. Thế anh bảo lấy thẻ gì cùng anh vừa áp chết đi. Anh cùng nghe giúp đăng như nào tình hình. Anh đang bay. Tôi đang bay. Tình hình. Một con đang bay 10, 2 phát. Còn lại mấy con kia thì đang ngâm dạng gói, dạng 80. Bắn mấy phát rồi? Mấy con kia hả? Ừ. Mấy con kia tôi mới áp thẻ tơn trước. Bắn 400 bị đi 2. Đi anh lúc đầu 5 con được 5 con 80 nhưng mà sau rồi có 2 con nâng lên được 5 bắn được mấy phát rồi nó lại hoảng hết. Thì đang ready lại thể để có bắn lại. Một phát, hai phát, ba phát, ui ơi, được chết tám luôn. Trừ hai con có đánh đẹp. Còn một con này, con này vừa lấy được 4 rồi, đây phải đi cơ tám. Anh Tùng thử xem cho kiểu là át thẻ mới vào ấy. Lại gắn cái chứa luôn 5 ấy. Không bắn 1 nữa. Bắn 5 thôi. Còn bắn 5. Còn bắn 5 là đây. Không được thì mình mới giảm 80. Bit line. À, vậy em có tắt luôn rồi. Ta có mới được một con tắt. Wow. Con tắt của tôi. Để tôi có tắt lần của tôi lấy ra. Chắc chưa lại bắn độ 5k chứ nhỉ? Quen thế. Tôi bị chết rồi nhá. Ôi 2-3k rồi. Bắn DDT à? Ừ. Đang bắn không bị DDT đúng không? Mà Lại con này bị ấn ra hai phát rồi xong không cực tiền nhỉ, nó lâu hơn lâu thế nhỉ. Hôm nay anh em chưa bán rồi, hôm nay hướng nào cảm giác cần chất tiền ra chất để lát một lúc là được. Giờ em đã em xui tại vì thấy hai con đầu nó bị à hai con đầu mít đấy. Còn một thêm của đại diện có
Yên thôi. Đi chơi cái đó đi. Chắc chắc. Nếu mình không hát thì... Hát xong mình sẽ bay được mình hòa. Oh shit, mẹ vừa đẹp luôn. Chúng ta đây. Ừ. Ngâm. Ôi mấy con bắn ít ngầm mất công. Sao em phải hóa lên không? Chúng gặp cái con nào nằm lăn ra cái đường khóc quá. Chưa. Nó bị gì? Nói bỏ nó. Nói bỏ nó lăn ra ăn vặt. Bạn là chết thật, bạn tệ đấy. Đây. Như là cái con người ta không bỏ luôn. Mình nghĩ anh kiểu đấy. Không bao giờ luôn. Thì nó phải anh phải làm gì đấy trên nó. Hai hát này vừa được một ca luôn. Đúng rồi đấy. Ô chết rồi. Mới bắn được 800 mà nó không lăn đùng nó chết rồi. Chạm ai gì đây? Bay. Đài luôn nè. Con ơi chết rồi. Em chưa bắn, em đang chưa có chỉnh nước. Thế đã không chiều bắn. Thôi bắn hay nào. Tô sân đây có 48 ăn rồi, tôi hết 1 ca rồi, tiền cứ ở đây một mức từ đầu đến rồi. Chụp anh đi. Sân lớp lắm được à? Bây giờ mới là bỏ lúc kết. Cái bảo lớp đó thì nãy đúng cái em đi đây là lùa thì kìa. Các bạn bảo là để đấy được luôn. Thì cứ bắn đi, từ gì nữa. Thế bắn được cho anh đi. Bắn được tí nữa là lấy khi nào cất tiền lên chính web mà chết. Ăn một đấy à nào anh? Ăn một đúng không? Anh giúp em điện thoại luôn. Thoại gì? Thoại anh. Làm gì? Một ít.
Đi cho anh Dũng à? Ừ. Bên kia. Lừa 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 cái gì? Ui, bạn đã nhập tin sai. Ốc. Thời gian quá hơn 10 phút. 10 phút à? Anh em ai làm thẻ thì lấy thẻ dưới cùng làm nhá. Dịch cái này hết chưa? Lấy rồi. Nói lên thẻ lấy đi. Dịch đã. Dịch đã. Chưa biết được. Hàng con này. Dạ. Hai con. Em làm kiểu nguy hiểm nhỉ? Càng luôn này. Càng đấy. Đùa. Con hàng. Bốn này là sao em? À anh đốt số 7. Đi 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 đi. Để bóng dưới like nhiều anh em tí nữa trước khi ăn cơm thì áp thẻ vào những con điện like hết đi nhá. Bây giờ phải chiều đến là chỉ mới bán nổi. Ui mẹ em. Sao thế? Đấy cả. Bảo à, đến giờ nó rồi. Tính hai con lại tiếp tê. Rồi, mai cứ cứ tưởng nó là có xe phát nhỉ. Lạ nhỉ. Xem có nhờ từ cách đâu. Ai sửa hàm thì sao nó mất đi một sạch. Tắt 1, 2, 3, 4 lúc kinh nghiệm thì mình sẽ chỉ check đúng chỗ này là check không tin được đâu. Cái này là phải chưa bắn để có quét đai luôn rồi. Chưa bắn. Là cái con điên này bắn chết thì có đau nhiều không? Không có đắt quét đai luôn. Thế là chơi nó lại. Mà nó lại đi. Sáu con. Con chết. Anh ơi. Ôi bạn phát thì nhìn tốc độ đi. Đứt biến hết lắm. Chết. Ừ. Xong tao tính là có 80 xu đây. Còn đai nha. Nó vừa đủ đạt lên của ai 4k đai. 4k đai à? Đấy tôi mới ấy được. Em có nào trên 1k anh em mua đi. 1k4 của ai? Đi lốc tạt thôi. Lấy cái con đấy đi lốc tạt đi. Tôi lúc em hiện 36 ở trên điện thoại 800. Mấy cái lùn mấy cái chết đi. Mua chưa? Rồi. Anh hùng trên 1 con nữa vậy ra. Ôi ôi ôi. Đây đây này. Chưa ai đâu. Nó thêm à? Thêm quay 4 con và 1 con đều 2k quả. Nhanh. Nhưng nó 1 lượt 4 con đi, em có 1 cả 4 luôn. Một nào ra có 1 đây. Em có 1 lần thế. Ôi em tốn lại không phải check được đâu. Em bảo check đâu. Sao anh thấy em nút like này em bị bay à? Bây giờ mình khác rồi còn đi gọi em nút like thì nút cái gì anh? Thế là con check không? Tỉnh táo lên. Không chết mà vẫn nốt vào chỗ con mắt. Tỉnh táo lên. Nốt lại em nốt lại thì nốt. Anh cứ mất nhiệt à? Nốt lại cho em. Còn bao nhiêu? Từ... từ con 14 đến con 18 đi. 14 đến con 18. Yêu con chú đây. Nhiều IP nhỉ em. Nhiều IP để kết nối nhỉ. Nhiều thật. 2 con đi à? Còn một con nữa chắc từ anh em nhớ là trước khi ăn cơm thì ăn hết thể vào những con đi lại nhá, những con nào bắn được để đừng bắn tiếp nha. Tí cơm xong chiều bán. Cả 6 thơ máy là phải có đủ 6 thẻ đấy. Đã xong. Xong quân nha. Sao em phải qua đến không?
khóc. Đoạn nào ngon đúng không? Bên dưới bạn ơi. Trời ơi. Một năm con nữa nha cô nha. Vâng. 2, 7, 1 con. Ôi, xanh lè, xanh lè. Một nào cũng phải quên này sao ấy. Đâm ra để nó bây giờ thứ hai là ai rồi. Vậy bạn có check không? Ừ, em Tuấn check không? Check làm gì anh, em bảo mọi người không check nha. Anh chơi vào mới chứ ra nó ăn thì bị sống cao thì không check. No sum, no sweet. Nhưng mà chỉ sợ là nó mít không đó. Không phải sợ. Chưa đi ở gì em. Còn dưới này chưa chắc được. Còn ác 10 con 9 con 2 cứ sợ. Ăn chưa? Chị lòng thăm nó xì. Sao không? Chị bảo đấy rồi. Sao đó? Em bé ăn cuối nhé. Sao em bảo nó biết không? Trước là ra mở tài khoản USD là cũng không không trùng với cái tài khoản cũ đâu đúng không? Ừ, nó là hai tài khoản nguồn không? Ừ, nên là nó mình ăn đấy rõ nhiều chứ mẹ tưởng mẹ nó còn lỗi mất thời gian. Làm sao mà nó rửa nó mất mấy đô tiền phí ấy, mất 5 đô tiền phí. Còn tiền của mình thì không sợ nó, tiền của mình thì tài khoản của mình thì không sợ. Ừ thì sợ là nó là hai tài khoản riêng ấy. Chẳng hạn là mình hát ở trên nha thì là thầy một tài khoản khác đúng không? Ừ. Sao bây giờ thầy lại bây giờ mình lại mở tài khoản khác? Thế chết trong app có tiền chưa? Chưa. Nếu mà có tiền thì là mình phải mở tài khoản USD. Bây giờ là nó về kiểu USD xong mình phải mở tài khoản USD. Đấy, xong nó mới cộng sang Việt Nam đồng cho mình. Gọi nữa support nó bảo nó là gọi support thì nó cũng không biết nhưng mà họ gọi phải toại rồi trước ông bị kiểu thế. Ừ, trước bạn cũng có một lần qua một bên mà phải tạo tài khoản xong nó chuyển cho mình. Không mình có thể dùng mình thanh toán tiền đô luôn được nhưng mà mình chuyển sang tiền Việt sẽ ra đây bắn được. Món này đang thấy đi đâu đấy. À, mẹ sai. Tỷ lệ like chắc là được. Như này là ổn cái nào rồi. Như mỗi cái pin này nó xem bên trên thì anh em bắn không được nhiều. Bắn cũng nói chung là như thế là được được hơi khá hơn pin khác của 75k. Được thứ hai là sẽ nghe ra được hôm nay bắn được may vào ác. Hôm nay là cũng toàn bắn thành cũng nhiều thôi đúng không? Ừ, vẫn cái chỗ quá mà đêm qua ngâm ấy, đêm qua chạy lóc vào chung vui. Không phải hồi chết cơ đúng không mà này ấy, Tuấn? Chết, vì mọi người đang 99% là chết. Đã được rồi. Tuấn đã 2 công việc cả 2 đúng không? Vâng, em đã được 2 tất. Anh đang 4 cái đấy ra hết rồi. Honor Pizza. Cái tội là không đi mốt được cả khu mô được 2 lần. Được không? Sao không remote được? Vào web remote chơi em. Vào web mình remote được chứ. Anh
anh em nhớ tí nữa thương là có 6 máy ok nhé. Thì mấy cái con lìn cục đi bạn. Được mà. Sao nhỉ? Sao nhỉ? Sao thế nhỉ? Sao thế nhỉ? Sao? Vì sao anh nhớ em thế này? Chuyện thôi. Fail là xử lý cửa đi anh cùng. Fail liên tục à? Em mới em đổi IP à, đổi địa chỉ chứ không bị gì đâu không? Con này support ngâm từ lúc nào chúng ta bắn chưa? Bắn lại chưa? Cái con bắn được nhiều lúc sáng mà bị cột tắc ngâm lâu. Chiều nay ta bắn được à? Thì tôi sẽ biết mà mình tôi xem. Nào, cái con lúc nãy nó bị mật ra, nó bị ngáo rồi. Cái chỗ bộ